tên gì? Con là Ngân ở Củ Chi. À? Con là Ngân ở Củ Chi. Con là gì? To lên. Là Ngân ạ. Ngân ạ. Con tên là gì? Là Ngân. Ngân. Bao nhiêu tuổi? Con 47 tuổi. Ở đâu? Ở Củ Chi. Ở Củ Chi. Rồi, có hàng hiệu Gucci. Rồi, con Ngân, con ở Củ Chi. Con được ơn gì của Chúa? Nói to lên cho mọi người nghe. Con được ơn của Chúa là con bị biếu cổ, đã thành biếu nhiễm độc. Mà con có một người bạn giới thiệu, con mở điện thoại ra, con nghe ban ơn của Chúa. Là mới thứ hai đầu tuần con đi bệnh viện ống biếu là trở thành biếu lành. Chúa biến nước thành, Chúa biến biếu độc thành biếu. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi thì mình chỉ có việc hallelujah. Dân chúng thấy những việc lạ Chúa làm thì tôn vinh Chúa. Thì chúng ta ngày hôm nay đến đây thấy những dấu lạ Chúa đang thể hiện tại giáo điểm tin mừng này thì cũng hallelujah. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi, hết chưa? Dạ. Rồi, ai là người chỉ cho con đến với giáo điểm tin mừng này? Trong công ty của con rất nhiều người đi đến đây đã khỏi bệnh và cho con địa chỉ. Con làm công ty nào? Con làm công ty May An Phú ở Hóc Môn. Vâng, con làm công ty May An Phú Hóc Môn. Rồi những người làm trong công ty họ đã đến đây, họ đã được chữa lành và họ chỉ cho con. Rồi mỗi ngày con đọc bao nhiêu kinh? Con đọc nhiều tin lắm, ngày nào con cũng mở ra. Đọc kinh cơ mà? Dạ. Kinh gì? Con đọc kinh Chúa Lòng Thương Xót. Ừ. Con là người đạo gốc hay đạo theo? Con là đạo Phật. Một người đạo Phật mà con đọc nhiều kinh lắm, kinh Lòng Thương Xót Chúa. Và đến đây chúng ta mới thấy là tại vì lúc đầu cô ấy nói bé là vì là cô ấy đã bị biếu ở cổ. Chúa thấy biếu ở cổ thì chắc chắn là khó mà nói, và lại là biếu độc nữa. Và một người bạn đã chỉ cho cô ấy đến đây, và cô ấy đã đến, cô ấy cầu nguyện và cô ấy đi khám lại thì cái biếu độc ấy trở thành biếu lành. Và hôm nay cô đến đây, một người từ Củ Chi đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà người ấy lại là người không phải đạo gốc, không phải đạo theo, mà là đạo Phật. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng, con có chưa? Con già con chưa có, mà con xin cha cái máy này đem về cho mẹ con là 83 tuổi ở Thanh Hóa. Mẹ nghe mẹ khỏi bệnh, mẹ đòi là ăn Tết xong mẹ vô đây gặp cha. Hallelujah! Là không những là cô được khỏi mà cô còn gửi cái máy cho mẹ cô ngoài Thanh Hóa, 83 tuổi. Mẹ cô cũng nghe cái máy mà dù chưa được vô đây, mẹ cô đã được khỏi bệnh và hứa là ăn Tết thì mẹ cô sẽ vô đây ăn Tết với cô ấy và lên đây để làm chứng cho Chúa. Là tôi tặng cho cô cái quạt, từ cái máy cô gửi cho mẹ nha, làm quà Tết cho mẹ, còn tặng cho cô cái quạt nha. Rồi, cô còn muốn xin gì nữa không? Dạ, cao. Đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Đủ rồi, xin mời bạn lên đây bạn. Thưa cha, con đang bị viêm họng cho nên con nói nó không khó khăn. Một người thì là biếu cổ thì nói bé, một người viêm họng thì nói nhỏ. Tôi chả viêm gì, tôi nói to. Rồi. Con tên Tuấn ở Bình Thuận. Con có xin ơn ở đây cách đây 2 tháng. Anh của con bỏ đạo 46 năm. Thì con có xin khấn thì cha cũng trả lời là cha sẽ cầu nguyện cho. Và một tuần sau, anh con trả lời điện về nói anh con ở Phan Thiết. Nói giờ anh muốn trở lại đạo. Thì con đi làm vô trong cha xin giấy giới thiệu. Rồi cha chuyển ra ngoài Phan Thiết và cho anh xưng tội trước lễ. Và bây giờ anh đi lễ rất là sốt sắng. Hallelujah! Hallelujah! Chúng ta phải tôn vinh mạnh hơn nữa vì một người bao nhiêu năm bỏ được Chúa? Dạ 46. Bao nhiêu tuổi? Ảnh năm nay 60 mấy tuổi. Vâng, một người coi như 66 đi mà 46 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thử coi làm sao mà đang từ một người tội lỗi Chúa, một người con cáo, Chúa lại biến nó thành con chiên được, thưa anh chị em. Đấy, ngày hôm nay phép lạ
nước thành rượu vẫn xảy ra nhiều lắm. Nước thành rượu là chuyện vật chất mà một con người đang tội lỗi 46 năm bỏ Chúa, mà bây giờ Chúa biến đổi con cáo ấy thành một con chiên bây giờ rất là ngoan và đi lễ, sốt sáng. Đó là ơn thứ nhất con. Dạ con có ơn về vật chất. Đó là trong công việc làm ăn của con thì nó cũng gặp bế tắc. Người ta định xù tiền của con. Nhưng mà 2 năm thì con cũng cầu nguyện, thì cha cũng trả lời. Và tự nhiên cái người ta trả tiền cho con. Rồi con có tiền con mua nhà được cho con của con. Số tiền cũng khá lớn. Con cảm ơn cha. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho ông anh 46 năm bỏ Chúa của anh ấy một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho anh ấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót, vì 46 năm anh ấy đã bỏ Chúa nhưng Chúa không có bỏ anh nha. Và đây là cái đề can Chúa Giêsu và mẹ Ban Ơn để cho anh gắn chặt lấy Chúa, vì giữa những lúc mà anh bế tắc nhất thì lời chuyển cầu của mẹ, đây là đề can Đức Mẹ Ban Ơn. Dĩ nhiên là không phải là mẹ là người trực tiếp ban ơn, nhưng mẹ cầu bầu cùng Chúa, như là mẹ đã nói trong tiệc cưới Cana, họ hết rượu rồi, để Chúa ban ơn xuống cho chúng ta. Đây là hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn nha. Xin Chúa chúc lành cho anh, năm mới được mọi sự bình an. Rồi, mời cô lên đây. Đây đi, mau lên. Thưa anh chị em, một người 46 năm bỏ Chúa, một người làm ăn thất bại mà lại còn dám tin vào Chúa, không những là được cho mình mà lại còn làm được cả nhà cho con của mình nữa. Còn con. Dạ con chào Chúa với chào cha với công đoàn. Con là Trần Thị Tiếu, con 64 tuổi. Con ở Mộc Hóa, Long An. Con có được nhiều ơn Chúa, con bệnh đa hệ dữ lắm, nhưng mà con rất dòng lại là con nói đếp để dư thừa cho chị em mình ta ca. Con trước khi là cái đầu con nó giận nhất mà nó u cục như cái bong bóng vậy đó. Rồi mấy đứa con không ý đi bệnh viện, con nói thôi để con đi bán ngoài chợ, con nghe chị ở trong đoàn xe đi. Cái con hỏi thầm cái chị nó đi trên ông cha. Cái con xin con đi chứ con không có đi bệnh viện, không ai nuôi bị có mình con à. Rồi con đi đây nị lần trước. Cái cha đặt tay con về con hết. Con hết cái thân thể con là đã bị liệt nửa thân mình, mỗi một tháng vậy là 2-3 lần con đi không có được. Cái con là đây về con thấy con khỏe, cái con hết chứ một cái là cái bụng con rất to. Cái con nó không biết làm sao, bụng này con mặt không có vừa nữa rồi con con mới đi lên cha về đặt tay đầu con 2 lần là thấy con khỏe. Thì con cũng cái ơn của cha rất nhiều. Thứ nhất là cái bụng, cái đầu. Thứ hai là cái bụng. Và thứ ba là cái gì? Dạ nửa thân mình con. Là nửa thân mình luôn. Mà cái đầu với cái bụng với nửa thân mình. Cô ấy bị đau bao nhiêu năm trời. Lên đây đặt tay cầu nguyện. Đầu hết đau, bụng xẹp xuống và thân mình đã khỏe mạnh để vận động trở lại được. Rồi con lên đây con làm chứng trước rồi cho cha với cho Chúa. Mẹ con đi nay nữa 10 lần rồi mà con đi lại hôm rồi con lên không được. Con về con ngủ không được luôn. Rồi vì thấy đông quá cái nay con lên làm chứng cho Chúa. Với cho cha với là công đoàn cầu nguyện dùm gia đình con. Rồi, 10 lần lên đây mà muốn làm chứng mãi tới ngày hôm nay mới được. Còn những lần khác thì chị đã lên và chị đã cầu nguyện và chị đã được ơn. Có rất nhiều người đã được ơn muốn lên làm chứng mà không có dịp đâu thưa anh chị em. Cho nên dấu lạ, ngày xưa chỉ có một dấu lạ tiệc cưới Cana. Còn ngày hôm nay biết bao nhiêu những dấu lạ Chúa thực hiện để cho người ta tin vào Chúa. Mục đích là như vậy. Mục đích những dấu lạ, mục đích những ơn lạ, mục đích những ơn lành mà Chúa thực hiện tại giáo điểm tin mừng này là để cho người tin thì tin hơn, người chưa tin thì tin, và người cứng tin thì bắt đầu tìm hiểu để mà tin. Mà tin để làm gì? Tin để được ơn cứu độ, tin để được hạnh phúc đời đời, tin để được vào nước thiên đàng. Vậy thì tin có thiệt thòi gì không? Tin có mất mát gì không? Không. Tôi tin hay không tin, chuyện của tôi. Nhưng nếu tôi không tin thì hạnh phúc thiên đàng tôi chả biết nó như thế nào. Nếu tôi không tin thì những lúc mà gặp khó khăn, thử thách thì tôi biết chạy vào ai, tôi biết cầu cứu ai.
những lúc mà họ hết rượu rồi, những lúc mà nhà hết tiền rồi, nhà hết cơm rồi, những lúc mà con cùng đường rồi, con biết chạy đến với ai. Chúng ta là những người hạnh phúc là như vậy, vì có nơi, có cái phao để mình bám những lúc mình chơi vơi giữa dòng đời này. Có một con đường để mình đi giữa lúc mà mình đang lạc bước giữa nẻo trăm vạn nẻo đường này, không biết đường nào là đường thật, không biết đường nào là đường giả. Con hàng ngày con có lần chuỗi lòng thương xót không? Con thì hồi đó giờ con nhỏ lớn lên con khổ lắm, con không có được vô tới trường miếng nào hết, mà chỉ để chính là mấy chị em rủ con đi là con cũng chả tin nữa, mà con lên là chính là tay con nghe mắt con thấy những Chúa làm gì cho cả bác cả theo chị em tất cả đây là con thấy được, là con mới hiểu được, chứ hồi đó là con không có hiểu. Vâng, chính chị cũng là người mà nghe nhưng mà vẫn không tin. Đến đây chứng kiến tai nghe mắt thấy và chính bản thân mình được Chúa sờ chạm đến thì mới tin. Vậy thì chị là người đạo gốc hay đạo theo? Dạ con ngoại đạo. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đây là một người ngoại đạo nha. Mà người đạo ngoại đạo họ nghe họ không tin là chuyện đương nhiên. Và Chúa muốn minh chứng cho mọi người thấy rằng ngay cả người ngoại đạo họ không tin thì Chúa cũng làm cho họ tin, bởi Chúa sờ chạm đến họ, cái đầu, cái bụng và nửa thân mình được Chúa chữa lành. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa cha, con có chuyện vậy, con cao huyết áp dữ lắm mà con vẫn hết luôn, con không hết. Giờ con còn làm chứng cho con nó này. Làm chứng cho con, thằng con của chị. Con là nó tuổi thân mà tên Trần Nhân Nhạn, mà nó nhậu gì nó cũng hệ thần kinh nó quậy dữ lắm chú ơi, ăn cơm chưa gì là đổ hết. Con cho số điện thoại của dâu nó đi về, nó cầu xin Chúa này là nhắn lên cho cha nói con yên tâm đây để cho ông đoàn cầu nguyện cho. Và giờ nó hết trơn rồi. Hết nhậu rồi. Dạ nó hết quậy. Hết quậy rồi. Dạ. Nó ngoan rồi. Dạ. Con trai của chị nó bao nhiêu tuổi? Dạ nó này nó tuổi thân đó chú. Nó này nó ba mấy gần 40 tuổi rồi. Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, còn ai còn cứng tin nữa không? Đây chính là lời chứng của một người ngoại đạo mà cầu nguyện cho thằng con trai 40 mấy tuổi, tuổi thân, nhậu nhẹt phá phách, mà chị ấy cho cái người con gái của chị cái số điện thoại, rồi chị con số điện thoại của nhắn cho chúng tôi, rồi chúng tôi cầu nguyện. Tôi mặc dù chả biết, chẳng gặp anh ấy bao giờ, vậy mà bây giờ anh ta đã được ơn hiền, ngoan, không còn nhậu nhẹt, không còn phá phách nữa. Xin Chúa, bị gì con nằm mơ con thấy Chúa đi tòa nhà rất cao, rất rất cao lắm, mà con ở giữa biển. Rồi con không biết làm sao mà để con có cái lòng gì để cho Chúa gắn kết với tụi con. Thôi con giờ con tặng cho Chúa với cha là công đoàn bài ca, rồi con nghĩ gì Chúa chứ cha. Hả? Bài ca mà con không biết ca hát, bây giờ đó giờ con không có học, con không biết. Chị có biết chữ không? Dạ không, mà nhưng mà con... Chị thưa anh chị em, một người không biết chữ mà đứng lên làm chứng mà lại... mơ thấy rằng chị ấy đang ở giữa một cái biển khơi và gặp được Chúa xuất hiện ở giữa cái biển khơi đó, và chị ấy tức cảnh sinh tình sáng tác một bài ca. Và bây giờ ca sĩ tên là con Khang Tiếu còn không tên là... con Trần Thị Tiếu còn sao? Trần Thị Tiếu, vâng, Trần Thị Tiếu với bài ca con không biết hát gì đấy, con ca rồi kia ca trước biết sao cho con không biết thì chính cho chú cho con mượn cái video được không? Rồi. Lạy Chúa, con là thiếu phụ miệng xa, lòng con vì Chúa nên mời lên đây. Ba ngày sau chưa thọ chi, thu xưa sang hèn, con đời tàn đông Chúa quay về. Chúa ơi, Chúa ở trong xa có nghe những lời con cầu nguyện. Non nước bình yên mà Chúa vẫn chưa về. Chúa cái biết không, từ sáng sớm ra đường chờ đợi, rồi trưa rồi chiều rồi tới trăng lên. Chúa ơi đừng hờn giận con nữa, giáng sinh này Chúa còn ở
cùng mẹ nguyện cầu cho non nước tay qua. Chúa quay về, con không cho Chúa đi nữa đâu Chúa ơi. Trời ơi, chẳng có thầy nữa thưa anh chị em. Rồi, xin mời ca sĩ về chỗ. Ca sĩ không biết chữ. Đây, một ca sĩ không biết chữ mà tức cảnh sinh tình lên sáng tác một bài hát Chúa ơi, Chúa ở đâu, yeah. Rồi, xin mời chị. Rồi, mời ông. Bức ảnh của Chúa. À, chị muốn xin bức ảnh của Chúa. Rồi, cho chị tấm ảnh để lên mặt bàn, tấm nhỏ nhỏ. Rồi, đây, chị để trên mặt bàn nha. Đây, cho chị tấm ảnh của Chúa. Một người ngoại đạo mà xin ảnh của Chúa. Vì Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi?